tay chúng ta vẫn trắng tay, không có gì cả. Vậy thì làm thế nào để thiết lập mục tiêu cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa và đạt được những cái điều mà mình mong ước? Vậy xây dựng mục tiêu có chữ SMART, đấy là làm thế nào để xây dựng mục tiêu thông minh. SMART chính là năm chữ cái đầu của năm yếu tố một mục tiêu thông minh. Thứ nhất là specific, là rất cụ thể. Thứ hai là measurable, là đo lường được. Thứ ba là có thể đạt được. Thứ tư là phải rất thực tế. Và thứ năm là phải có mốc thời gian. Xây dựng mục tiêu là làm thế nào để chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó. Và cái thứ ba tiếp theo là khi chúng ta biết mục tiêu, chúng ta đừng nghĩ rằng là mình đang làm cái việc này cho người khác. Hãy viết mục tiêu cho chính bản thân mình. Hãy viết mục tiêu với nghĩa tích cực, những cái gì chúng ta đặt ra phải đạt được thì mang ý nghĩa tích cực. Và đừng để nó trong đầu mà hãy viết ra. Tại sao chúng ta lại phải viết ra? Nếu chúng ta cứ để mình tôi biết rồi tôi đặt mục tiêu, chúng ta có thể sao nhãng, chúng ta có thể quên đi. Và có rất nhiều những cái việc vô bổ, có rất nhiều cái cắt thời gian, chiếm thời gian của chúng ta. Nếu chúng ta cứ để trong đầu, một lúc nào đó chúng ta sao nhãng. Và như vậy chúng ta quên mất rằng không biết cái đích mình đang ở đâu. Vì vậy hãy viết ra. Chúng ta viết trên máy tính, chúng ta viết vào giấy, chúng ta dán vào chiếc mặt, chúng ta viết, chúng ta có thể để ở đầu giường. Và tất cả những cái điều này sẽ luôn luôn nhắc nhở chúng ta mục tiêu phía đằng trước chúng ta phải hướng đến là gì. Và tại thời điểm này mình đạt được bao nhiêu phần của mục tiêu rồi, còn những cái gì mình cần phải đạt được tiếp. Và nó thôi thúc chúng ta phải làm, phải biết từ chối những cái điều vô bổ để dành tập trung cho cái việc đạt được mục tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ví dụ về cách viết mục tiêu. Tầm mục tiêu của bạn là gì? Mục tiêu từ giờ, bây giờ là tháng 9, vậy mục tiêu từ giờ đến cuối năm 2013 của bạn sẽ là gì? Nếu chúng ta nói rằng là tôi phải nâng cao tiếng Anh, chúng ta đặt mục tiêu là tôi sẽ phải nâng cao tiếng Anh. Hay mục tiêu chúng ta nói là tôi mua một cái nhà. Mua nhà. Đây có là mục tiêu không? Nâng cao tiếng Anh. Nào, vậy thì chúng ta sẽ khi nào thì biết là chúng ta đạt mục tiêu? Nếu chúng ta nói rằng là mục tiêu của tôi trong thời gian tới là phải nâng cao tiếng Anh. Thời gian tới là khi nào? Như vậy trong đầu chúng ta, và chúng ta để ở trong đầu nâng cao tiếng Anh. Vì vậy, để nâng cao tiếng Anh tôi sẽ phải đi mua sách, tôi sẽ phải tìm đến thầy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm gì để nâng cao tiếng Anh? Mua sách. Mua các loại sách và đĩa để về nhà tự học. Rồi chúng ta có thể đi học tại lớp, hoặc là có thể mời thầy về nhà dạy. Chúng ta có thể nghe đĩa CD. Rồi chúng ta có thể xem những cái chương trình, xem TV hoặc những cái chương trình tiếng Anh. Đây là một loạt những công việc mà chúng ta sẽ làm để nâng cao tiếng Anh. Nhưng vì tôi vẫn phải đi làm hàng ngày, tôi khá là mệt mỏi, tôi mua rất nhiều sách và để đầu giường, mua cả ổ đĩa để có thể nghe bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi đi làm về, ngày hôm nay có rất nhiều cuộc họp, vì vậy tôi rất mệt. Tôi mở một cuốn sách ra, chọn một cuốn sách bất kỳ và tôi mở ra. Dự kiến là để học tiếng Anh, nhưng buồn ngủ quá và mệt quá, thôi ngày mai tôi học. Và tôi lại cất sách vào, lại để đầu giường, cho phép mình nghỉ ngơi để ngày mai học. Và ngày nào cũng vậy, chúng ta vừa nói với nhau rằng mỗi một ngày là một khai công việc đấy ạ. Thế thì ngày lại qua ngày. Và rồi đến một lúc nào đó, nhìn lại chồng sách nó vẫn còn rất mới. Và nâng cao được đến bao nhiêu tôi không biết. Như vậy là nâng cao đến đâu? Tôi đã nâng cao được cái gì? Không biết. Không đo lường được. Hoặc chúng ta đi học tại lớp. Học tại lớp nhưng vì có một chuyến đi công tác rất là quan trọng, cho nên là cái việc học này phải nghỉ, ưu tiên cho công việc hơn. Và sau 3 tháng thì tiếng Anh của chúng tôi, vì thay vì đến lớp đều đặn thì tôi chỉ đến lớp được 7. Và vì vậy tiếng Anh cũng không nâng cao được là bao nhiêu. Như vậy cuối cùng mục đích nâng cao tiếng Anh đạt được ở đâu? Nâng cao được bao nhiêu không đo lường được. Và có nâng cao hay không cũng không được là bao nhiêu. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta chỉ
quá trình mặc dù chúng ta đã xác định ra những việc chúng ta phải làm, nhưng trong quá trình thực hiện, cái động lực để phấn đấu, cái mức để chúng ta đo lường xem chúng ta đạt hay không đạt mục tiêu không rõ ràng. Nếu giả sử bây giờ chúng ta thay chữ nâng cao tiếng Anh, nhưng rất có thể là chúng ta phải tiếng Anh đạt ví dụ như là 500 điểm TOEFL. Hiện tại bây giờ tại sao chúng ta đạt 500 điểm TOEFL? Như vậy giả sử hiện tại của chúng ta khi kiểm tra đầu vào chúng ta đang đạt ở mức là 400. Và chúng ta thấy là dự kiến sau 3 tháng ôn luyện thì tiếng Anh sẽ đạt 500 điểm TOEFL. Thế thì cái 500 điểm này có khả thi không? Giả sử chúng ta không đạt được 400 điểm trước đó thì 500 điểm này là chưa khả thi so với thời gian 3 tháng. Nhưng nếu lúc trước đó tôi đã đo được tôi hiện tại là khoảng 400 điểm, và như vậy sau 3 tháng với sự ôn luyện rất tích cực thì tôi nghĩ rằng là 500 điểm có thể đạt được. Như vậy cái này là khả thi, có thể đạt được. Và rõ ràng tôi cho một cái thời hạn rất rõ ràng, đấy là 3 tháng. Vì vậy muốn để nâng 100 điểm trong 3 tháng này tôi phải học rất tích cực. Chính vì thế tôi mua sách, tôi phải học, tôi phải dành thời gian, phải lập thời gian biểu cho nó, chứ không phải là lúc nào rảnh thì học. Ở đây là rảnh thì học. Với cái mục tiêu là nâng cao tiếng Anh, thế thì cứ rảnh tôi mới học, mệt thì tôi nghỉ. Nhưng khi tôi đã đặt ra một cái mốc rất cụ thể, tôi buộc mình phải thực hiện thì, và trong một khoảng thời gian bắt buộc phải hoàn thành, như vậy tôi buộc phải làm. Và tôi có chiến lược hẳn hoi là mỗi một ngày tôi sẽ phải dành ra 1,5 tiếng đồng hồ để luyện thi. Như vậy nó định hướng cho chúng ta biết chiến lược sẽ phải làm là gì, kế hoạch làm sao để đạt được một cái con số rất là cụ thể. Như vậy ở đây là rất cụ thể và có cái thời gian rõ ràng ở đây. Và như vậy đây mới là mục tiêu để chúng ta có thể đạt được. Còn nếu chúng ta cứ chung chung như thế này thì không đạt được. Nào, sang đến mục tiêu mua nhà. Ví dụ chúng ta nói là mua nhà, và bắt đầu chúng ta quá trình đi tìm kiếm. Như vậy nếu muốn để mua nhà được, bạn sẽ làm thế nào? Bạn sẽ tiết kiệm, bạn sẽ kiếm tiền, bạn sẽ bắt đầu đi tìm nhà. Đấy là những cái công việc mà chúng ta sẽ phải làm để đạt được cái mục tiêu mua nhà. Nào nếu chúng ta nói mục tiêu đặt ra là cuối năm nay tôi sẽ phải mua nhà, chúng ta tiết kiệm thế nào? Như vậy là còn thừa, tiêu còn thừa thì đấy gọi là tiết kiệm. Như vậy giả sử bây giờ tôi lại có một cái việc rất là cần tiêu, và tôi tiêu xong đó tôi nghĩ rằng cái việc này cần phải tiêu, và rõ ràng không còn tiền thừa để tiết kiệm nữa. Như vậy cuối cùng chúng ta không biết là chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, và có thể một cái khoản tiền ít xì nào đó, nhưng nó khá là nhỏ. Kiếm tiền cũng tương tự như vậy. Như vậy có việc để chúng ta làm, có việc để chúng ta làm, có cơ hội thì chúng ta thực hiện. Như vậy chúng ta cũng có thể kiếm được một cái số y tiền nào đó. Thế thì làm thế nào bây giờ đi mua nhà? Vậy chúng ta đi tìm nhà như thế nào? Chúng ta thấy chúng ta bắt đầu lang thang vào tìm nhà, lang thang vào các trang web, lang thang vào các dịch vụ để bắt đầu tìm nhà, tìm cái nhà mình thích. Chúng ta có thể tìm nhà mình thích. Thế thì với cái nhà mình thích này, có những cái thì rất nhiều tiền, và có những cái thì có thể đa phần cái gì mà chúng ta thích thì khá là nhiều tiền. Và nếu như chúng ta không định hướng rõ là chúng ta phải mua một cái nhà như thế nào thì có thể cái quá trình tìm nhà này rất là lâu mới thực hiện được. Bởi vì cứ phải tìm cái này và chúng ta lang thang đi tìm, trong đầu chúng ta không có định hướng là mình sẽ phải tìm như thế nào, tìm ở khu vực nào, tìm loại nhà như thế nào, chúng ta mất rất nhiều thời gian. Giả sử chúng ta sẽ đặt ra cái mục tiêu là mua một ngôi nhà chung cư và phía bắc thành phố. Khi chúng ta biết là phong thủy, chúng ta biết cái hướng đó là hướng phát triển, hoặc nhà cá nhân của chúng ta sẽ về phong thủy sẽ hợp với những hướng nào, thực sự phía bắc thành phố. Và các căn hộ chung cư này khoảng độ dưới 100 m2.
ví dụ như từ 70 đến dưới 120. Và cái thứ hai nữa, cái nhà chung cư này khoảng độ 1,5 cho đến 2 tỷ đồng. Và chúng ta định hướng rằng tôi mua một căn nhà chung cư ở phía bắc thành phố, diện tích khoảng từ 70 cho đến 100, dưới 100 mét vuông, và giá khoảng 1,5 cho đến 2 tỷ. Như vậy chúng ta thấy quy trình tiết kiệm của chúng ta sẽ khác. Hiện tại chúng ta phải đo lường được là hiện tại mình có bao nhiêu. Từ thời điểm hiện tại đến cái thời điểm là tháng 12 năm 2013, từ giờ đến lúc đấy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Còn bao nhiêu thời gian? À, như vậy chúng ta chia khoảng thời gian này ra. Vậy mỗi tháng chúng ta cần tiết kiệm bao nhiêu? Như vậy chúng ta đo lường hiện tại chúng ta có một số A, một số A Việt Nam đồng. Chúng ta biết là chúng ta có một số A Việt Nam đồng. Thời gian của chúng ta còn từ giờ đến đó sẽ còn 4 tháng, 3 tháng. Như vậy số A này so với cái số 1,5, giả sử bây giờ chúng ta có đang có là 1 tỷ. 1 tỷ Việt Nam đồng. Như vậy muốn để mua một căn hộ từ 1 tỷ rưỡi cho đến 2 tỷ, giả sử nó là 1 tỷ rưỡi, thì thời gian còn 3 tháng nữa chúng ta thiếu 500 triệu. Như vậy tôi đòi hỏi mỗi một tháng tôi cần phải kiếm tiền và trừ chi phí chi tiêu đi, cái số ít này của tôi sẽ phải làm con số cụ thể, ví dụ nó phải khoảng độ là 200 triệu. Cả x cộng y sẽ phải bằng 200 triệu. Như vậy tôi kiếm làm sao đó, tôi phải trừ chi phí đi và tôi phải tiết kiệm được trong ngân quỹ của tôi là 200 triệu, để tiền đó khoảng 3 tháng nữa tôi sẽ mua căn hộ được khoảng độ trên 1 tỷ rưỡi. Như vậy chúng ta thấy nếu như chúng ta đặt ra một cái mục tiêu rất rõ ràng thì cái định hướng của chúng ta cũng rất rõ ràng. Và như vậy chúng ta thấy cái việc tìm nhà của chúng ta có định hướng rất rõ ràng. Tôi sẽ chỉ tìm ở phía bắc của thành phố, tôi sẽ chỉ tập trung vào những căn hộ chung cư và có diện tích từ 70 cho đến dưới 100 mét vuông, và với giá khoảng độ 1 tỷ rưỡi cho đến 2 tỷ đồng. Thay vì chúng ta đang thang đi tìm biệt thự hoặc là tìm những cái gì mình thích mà không có định hướng, thì bây giờ nếu với mục tiêu rõ ràng, chúng ta đã có định hướng rất cụ thể. Và vì vậy chúng ta thấy đấy là cách xác định một mục tiêu. Chúng ta không thể nói chung chung, nếu chúng ta nói chung chung thì càng làm giảm cái mức độ đạt mục tiêu và chúng ta không đo lường được mình có đạt hay không đạt, và nó cũng sẽ không là cái động lực, là cái định hướng, là cái chiến lược cho chúng ta có thể thực hiện được cái mong ước của chúng ta. Đấy là một cái số ví dụ về cách nhân mục tiêu. Như vậy với một cách viết mục tiêu và tạo động lực cho mình thì có chữ SMART và 3 chữ P. Chúng ta sẽ lưu ý những thông tin gì cần được xác định trước khi chúng ta xây dựng mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta trả lời câu hỏi một cách rất rõ ràng là mình muốn đạt được kết quả gì qua cái kế hoạch bạn, thì đấy chính là mục tiêu. Mục tiêu không phải là việc làm, mà mục tiêu là kết quả của việc làm đó. Chúng ta muốn đạt được mục tiêu đó như thế nào, bằng cách nào, và chúng ta bị ràng buộc như thế nào về thời gian, về tiền bạc, về các công cụ để thực hiện kế hoạch. Như ví dụ tôi vừa nói, ví dụ mua nhà và chúng ta có một cái kế hoạch rất là cụ thể, nếu dự kiến là mình mua căn hộ như thế nào và bao nhiêu tiền ở đâu, thì chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Và nếu để thực hiện được cái mục tiêu này thì những ai có thể tham gia vào và quá trình thực hiện để đạt được cái mục tiêu đó. Như vậy chúng ta khi chúng ta xác định mục tiêu có khả thi hay không khả thi, ví dụ như trong trường hợp mua nhà, nếu chỉ là một mình bạn thì tiền bạn kiếm phải khác và bạn phải tiết kiệm khác. Nhưng nếu giả sử vẫn là một ngôi nhà đó nhưng là cả hai vợ chồng hoặc là cả bố mẹ cùng đóng góp như vậy không, thì rõ ràng cái quá trình thực hiện chúng ta sẽ khác và cái mục tiêu của chúng ta đặt ra nó sẽ khác. Nếu là một mình bạn, bạn với cái khả năng của bạn, bạn có thể đặt nó quá vượt quá cái khả năng cho phép của mình. Như vậy chúng ta khi xác định mục tiêu mà chúng ta không đạt được thì nó sẽ bị đổ về, mà khi đổ về rồi thì tinh thần của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng, và như vậy rõ ràng nó không có động lực để tiếp tục phấn đấu những cái mục tiêu tiếp theo. Vì thế cái chữ achievable, tức là mục tiêu đó phải khả thi, thì chúng ta phải căn cứ trên nguồn lực, xem xét các yếu tố trên để đưa ra cái mục tiêu sau đó cho phù hợp và khả.